Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ tư ngày 4 tháng 7. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Hội nghị rà soát công tác chuẩn bị cho hội thảo Trung tướng Nguyễn Bình với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm tình hình thực hiện chương trình cấp nước sạch. Huyện Văn Giang đẩy mạnh phát triển các mô hình nông nghiệp sạch. Nắng nóng cục bộ khiến nhu cầu sử dụng điện tăng trên 16%, nhiều trạm biến áp automat tự động ngắt nguồn do lệch pha và quá tải. Trưởng thôn Ân Thi 1 xã Hồng Quang huyện Ân Thi, Vũ Sĩ Phúc tận tụy vì dân. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ban tổ chức hội thảo Trung tướng Nguyễn Bình tổ chức hội nghị rà soát công tác chuẩn bị cho hội thảo khoa học Trung tướng Nguyễn Bình với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên. Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Đại tá Nguyễn Chí Công, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban tổ chức, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng ban tổ chức, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban tổ chức, đồng chí Phạm Văn Huấn, Tổng biên tập Báo Quân đội Nhân dân, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hà, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng. Đến nay, sau hơn 2 tháng chuẩn bị hội thảo, các thành viên ban tổ chức và các đơn vị có liên quan tích cực chủ động làm tốt các nội dung công việc đã được phân công. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và các cơ quan đơn vị nghiên cứu, sưu tầm các tư liệu, tài liệu, xác định chủ đề các bài tham luận, đặt viết tham luận. Theo kế hoạch, hội thảo khoa học Trung tướng Nguyễn Bình với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 7 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đường Quảng Trường, thành phố Hưng Yên. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu các thành viên ban tổ chức, các cơ quan đơn vị có liên quan tích cực tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cụ thể đã phân công, hoàn thành sớm nội dung kịch bản chương trình hội thảo. Báo Quân đội Nhân dân hoàn thành in kỷ yếu hội thảo phim tư liệu về Trung tướng Nguyễn Bình trước ngày 10 tháng 7 năm 2018. Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc đời sự nghiệp Trung tướng Nguyễn Bình. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện chương trình cấp nước sạch tỉnh Hưng Yên. Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới dự và chủ trì hội nghị. Theo mục tiêu chương trình cấp nước sạch của tỉnh năm 2018 đạt 80%, năm 2019 đạt 90% và đến năm 2020 đạt 100% người dân Hưng Yên được đấu nối sử dụng nước sạch từ các công trình cấp nước tập trung với chất lượng nước đảm bảo quy định của Bộ Y tế. Tuy nhiên, đến nay còn nhiều nhiệm vụ các cơ quan đơn vị chưa thực hiện hoặc chậm thực hiện. Tại cuộc họp, các sở ngành đã tập trung kiểm điểm nêu rõ một số nguyên nhân dẫn đến những khó khăn trong quá trình triển khai chương trình hiện nay, như việc kiểm tra chất lượng nước còn chưa thường xuyên, chưa kịp thời cấp phép cho các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động, chưa xử lý nghiêm các trường hợp khai thác nước ngầm, nước mặt, không có giấy phép, sai phép hoặc gây ô nhiễm nguồn nước ngầm và cần hỗ trợ hộ nghèo nguồn kinh phí lắp đặt ban đầu. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Quang phê bình một số sở ngành không thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về kiểm tra chất lượng nước của nhà máy nước và triển khai chương trình nước sạch. Đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành chỉ thị về sử dụng nước sạch đến năm 2020, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh kiện toàn ban chỉ đạo cấp nước sạch. Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra liên ngành tất cả các doanh nghiệp cấp nước trên địa bàn tỉnh. Các nhà máy nước hiện đang lấy nước nội đồng cần chấm dứt hoàn toàn và chuyển lấy nguồn nước mặt từ sông Hồng, sông Luộc. Không cho phép các doanh nghiệp không triển khai thực hiện dự án nhưng lại xin mở rộng dự án, mở rộng vùng cấp nước. Sở Y tế cần tăng cường kiểm tra chất lượng nước, các huyện, thành phố cần quản lý chặt chẽ các vùng cấp nước. Năm nay, nông dân nhiều địa phương ở tỉnh ta đã chuyển đổi một số diện tích cây màu sang trồng cây dược liệu cho hiệu quả kinh tế cao. Trong tổng số hơn 1.500 ha cây dược liệu vụ này của toàn tỉnh, thì huyện Khoái Châu có hơn 900 ha trồng tập trung chủ yếu ở các xã Bình Minh, Hàm Tử, Dạ Trạch, Ông Đình, An Vĩ và Tân Dân. Huyện Văn Lâm gần 400 ha chủ yếu ở thị trấn Như Quỳnh, xã Tân Quang và xã Trương Trắc.
còn lại hơn 40 hectare là ở các huyện khác trong tỉnh. Những cây dược liệu chính ở vụ này là bạch chuột, xuyên khung, địa liền, hoài sơn, ngưu tất, cúc hoa, hú quế và cỏ ngọt. Mỗi năm cho thu hoạch khoảng gần 400 tấn dược liệu đã qua sơ chế. Hiện nay bà con nông dân đang tập trung chăm bón làm cỏ để cây dược liệu phát triển tốt. Không chỉ trồng cây dược liệu mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhiều địa phương còn tổ chức thu mua và sơ chế dược liệu như xã Bình Minh, An Vĩ, xã Ông Đình, huyện Khoái Châu, xã Trưng Chắc, Tân Quang, huyện Văn Lâm. Nghề này tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động tại địa phương và các vùng lân cận. Hướng tới nền nông nghiệp sạch, đồng thời tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm nông nghiệp, huyện Văn Giang đã xây dựng phát triển một số mô hình sản xuất rau quả sạch. Hợp tác xã rau quả an toàn thôn Ngọc Bộ, xã Long Hưng là mô hình đầu tiên ra mắt. Bước đầu, hợp tác xã canh tác trên diện tích gần 20 ha, sản xuất áp dụng theo tiêu chuẩn Việt Gáp, sử dụng giải pháp hữu cơ sinh học, đảm bảo an toàn thực phẩm, sử dụng các chế phẩm sinh học theo hướng bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm, đóng gói tem nhãn nhận dạng thương hiệu để người tiêu dùng truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Tại thôn Lại Ốc tuy chưa phải là mô hình hợp tác xã, nhưng cũng đã xuất hiện hàng chục hộ nông dân cùng nhau quy vùng theo hình thức cùng nhau hợp tác để sản xuất nông nghiệp sạch. Tại xã Liên Nghĩa và một số xã lân cận cũng đang hình thành nhiều vùng do các hộ dân tự phát dồn thửa quy vùng để tìm kiếm đơn vị hỗ trợ kỹ thuật sản xuất theo hướng nông nghiệp sạch, đồng thời tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm. Các mô hình này đều tập trung gieo trồng số cây củ quả như bưởi, ổi, cam, mướp và một số loại rau ngắn ngày. Từ năm 2012 đến nay, huyện Kim Động đã thành lập được 25 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và đi vào hoạt động hiệu quả. Toàn huyện có 25 hợp tác xã, trong đó thành lập trước năm 2015 là 16 hợp tác xã. Cuối năm 2015 đến nay, thành lập mới được 9 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp. Bên cạnh việc hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc vật nuôi phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, hợp tác xã còn đóng vai trò trung gian đối với việc tìm thị trường đầu ra cho sản phẩm. Một số hợp tác xã có đầu ra ổn định cho bà con nông dân như hợp tác xã Nấm Việt Tú, hợp tác xã Thanh Long Học Phát, hợp tác xã chăn nuôi Bảo Ngọc Quang Tùng. Trừ chi phí, thu nhập của các hợp tác xã đạt từ 400 đến 500 triệu đồng một năm. Với mong muốn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình, anh Đào Duy Nhất ở xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ đã tích cực dồn thửa đổi ruộng, xây dựng mô hình VSC kết hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Sau nhiều năm làm ăn xa vất vả, năm 2001, anh Nhất trở về quê hương học hỏi kinh nghiệm mở trang trại PSC, nuôi gà đẻ, kết hợp trồng cây giống cam vinh bưởi cảnh với tổng diện tích gần 10 mẫu. Đến nay, trang trại của gia đình anh nuôi hơn 1.000 gà đẻ, mỗi tháng cung ứng ra thị trường trên 2 vạn trứng gà. Thương lái ở Hải Dương, Hà Nội đến tận trang trại để thu mua với giá cao, dao động từ 1.500 đến 3.000 đồng một quả. Ngoài ra tận dụng nguồn thức ăn hữu cơ từ nuôi gà để phân bón cho cam bưởi nhãn nên năng suất chất lượng quả luôn đạt cao. Năm 2017, gia đình anh thu trên 4 tấn cam vinh, xuất ra thị trường trên 300 cây cam cảnh, bưởi cảnh các loại. Nhờ kinh nghiệm lâu năm, đồng thời không ngừng học hỏi, đến nay trang trại của anh đã phát triển bền vững, hàng năm thu lãi trên 500 triệu đồng, tạo công ăn việc làm cho 3 lao động thường xuyên và 5 lao động thời vụ với mức thu nhập khá. Hiện nay ở một số kênh sông trên địa bàn huyện Khoái Châu, tình trạng rác thải, chất thải đang gây ô nhiễm nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc tưới tiêu, phục vụ sản xuất vụ mùa. Điển hình là tại khu vực cống thuộc trạm bơm tiêu khu Nam sông từ hồ Sài Thị, phục vụ tưới tiêu xã Thành Công và Nhuế Dương. Tại cửa cống, lượng rác thải sinh hoạt phủ kín mặt kênh. Rất nhiều rác thải và chất thải rắn vứt xuống kênh gây ách tắc dòng chảy nghiêm trọng. Bao tải rác, bèo, túi ni lông phủ kín lấp cửa cống kênh khiến nơi đây đang trong tình trạng nguồn nước bị ô nhiễm nặng. Thời điểm này, bà con nông dân đang cần đưa nước vào đồng chuẩn bị cho việc gieo cấy. Mùa mưa bão đang đến gần nhưng vẫn tồn tại nhiều tuyến kênh rạch bị ô nhiễm nặng. Dòng chảy bị bịt kín, tắc nghẽn do rác thải sinh hoạt. Ngay cả những tuyến kênh đã được nạo vét xây mới cũng bị rác thải làm ngập ngụa gây ô nhiễm như ở kênh Tây Tân Hưng.
huyện Khoái Châu và xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Châu Giang cần sớm trục vớt, khơi thông dòng chảy để đảm bảo việc tiêu thoát nước trong sản xuất vụ mùa và tránh tình trạng bị ngập úng khi mưa bão. Tận dụng diện tích đất hai bên hành lang giao thông để trồng rau màu và bán hàng hai bên đường hiện đang tồn tại trên tuyến đường 39, đoạn qua địa bàn xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên. Tuyến đường 39, đoạn qua địa phận xã Trung Nghĩa, hiện đang tồn tại tình trạng một số hộ dân lấn chiếm hai bên hành lang để trồng rau màu. Thực trạng trên đã làm che khuất tầm nhìn của các phương tiện tham gia giao thông. Không dừng lại ở đó, những ngày gần đây, nhiều bà con đã bất chấp nguy hiểm mang sản phẩm nông sản ra bể bán hai bên đường. Có thời điểm, người bán người mua đỗ rừng ngay dưới lòng đường gây khó khăn cho các phương tiện khi đi qua tuyến đường này, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông. Thiết nghĩ, chính quyền địa phương cần vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng trên, đồng thời tuyên truyền nhắc nhở để người dân thực hiện và chấp hành luật an toàn giao thông để bảo vệ tính mạng của chính bản thân mình. Do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan, nắng nóng khiến nền nhiệt độ tăng cao và nhu cầu sử dụng thiết bị điện làm mát của người dân tăng đột biến gây hiện tượng lệch pha và quá tải cục bộ. Gần 50 trạm biến áp có automat trong khu dân cư, tự động ngắt nguồn và 2 trạm biến áp hỏng. Trong đó, ngày mùng 1, mùng 2 tháng 7 vừa qua, trung bình mỗi ngày, công nhân toàn ngành điện Hưng Yên phải đóng cấp điện trả lại cho gần 50 trạm biến áp cấp điện sinh hoạt cho khu dân cư. Đặc biệt, trong ngày mùng 3 tháng 7, toàn tỉnh có 49 trạm tự ngắt do quá tải. Nguyên nhân chính là do nền nhiệt độ ngoài trời tăng cao từ 37 đến 40 độ. Nhiều hộ gia đình lắp đặt mới và sử dụng các thiết bị làm mát có công suất lớn vào cùng một thời điểm nên đã xảy ra hiện tượng điện bị lệch pha, quá tải cục bộ, khiến automat tự động ngắt nguồn. Từ 18 giờ đến 22 giờ thì rất nhiều những cái trường hợp mà automat tự động cắt do quá tải cục bộ. Thì về phía công ty điện Hiên, chúng tôi khuyến cáo với khách hàng sử dụng điện hạn chế sử dụng cái thiết bị có công suất lớn đồng thời. Tuy nhiên, các sự cố này đã được ngành điện kịp thời huy động công nhân kỹ thuật khắc phục ngay cả khi nhiệt độ ngoài trời xấp xỉ 40 độ C. Hiện sản lượng điện tiêu thụ của toàn tỉnh một ngày đêm bằng 14,6 triệu kWh và tăng so với đỉnh điểm của đợt nắng nóng năm trước xấp xỉ 16%. Mấy ngày gần đây, thời tiết nắng nóng gay gắt, có nơi nhiệt độ lên đến trên 40 độ C, khiến cho thị trường điện lạnh ở các siêu thị cửa hàng điện máy trên địa bàn thành phố Hưng Yên trở nên sôi động và nhộn nhịp. Do e ngại thời tiết nắng nóng kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người thân, nên lượng khách hàng đến mua điều hòa, quạt hơi nước, quạt điều hòa các loại tăng đột biến. Tại các siêu thị điện máy như MediaMark, Điện Máy Xanh, Lâm Duy, mỗi ngày đều tiếp đón từ 200 đến 500 lượt khách hàng đến xem và mua hàng. Bình quân mỗi ngày siêu thị MediaMark, Điện Máy Xanh bán được khoảng từ 70 đến 100 bộ điều hòa, 120 đến 150 chiếc quạt điều hòa và số lượng lớn máy làm mát, quạt công nghiệp các loại, tăng trung bình gấp 5 lần những ngày thường. Năm nay, các dòng quạt điều hòa được người dân tiêu dùng ưa chuộng hơn do tính năng tốt, dễ di chuyển khi sử dụng. Giá thành hợp lý, dao động từ 2 đến 7 triệu đồng một chiếc tùy từng loại. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và kích cầu tiêu dùng, hiện các siêu thị cửa hàng điện máy đều triển khai nhiều chương trình hỗ trợ như giảm giá cho khách trực tiếp mua sản phẩm, miễn phí giao hàng, lắp đặt sản phẩm. Mặc dù lượng khách hàng tăng mạnh, nhưng giá cả từng mặt hàng vẫn duy trì ở mức ổn định, không tăng lên nhiều so với cùng thời điểm năm ngoái. Để khắc phục thời tiết nắng nóng kéo dài, giữ ổn định sản xuất, ngoài thực hiện nhiều các giải pháp làm mát nhà xưởng, các doanh nghiệp còn tăng cường bổ sung chế độ dinh dưỡng, bữa ăn, nước uống giải nhiệt cho người lao động. Tại công ty cổ phần may Thống Nhất trên địa bàn xã Phương Triều, thành phố Hưng Yên, nhờ hệ thống làm mát bằng thanh tản nhiệt hơi nước cùng với các quạt hút gió công suất lớn đã giúp nhiệt độ trong nhà xưởng luôn thấp hơn bên ngoài từ 5 đến 6 độ C. Trong khi nền nhiệt ngoài trời những ngày qua luôn ở mức trên 40 độ C, thì nhiệt độ trong nhà xưởng sản xuất của công ty chỉ ở mức 34 đến 35 độ C, tạo môi trường làm việc thoáng mát cho người lao động. Cùng với đó, công ty luôn duy trì chế độ nước uống dinh dưỡng giải nhiệt hàng ngày như chè đỗ, nước chanh, nước mơ xấu đá vào giữa giờ làm việc buổi sáng và buổi chiều hàng ngày cho người lao động. Nhờ đó giúp công ty ổn định môi trường làm việc và nguồn nhân lực sản xuất, không xảy ra tình trạng chậm đơn hàng. Doanh thu 6 tháng đầu năm nay của công ty đạt 1,1 triệu đô la Mỹ, tạo việc làm ổn định cho trên 300 lao động với mức lương bình quân từ 6 đến 6,5 triệu đồng một người một tháng. Trong những ngày nắng nóng cao,
Việc đến khám và điều trị tại bệnh viện thường gây ra rất nhiều mệt mỏi cho bệnh nhân và người nhà. Trước thực trạng này, Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà đã có nhiều giải pháp. Về cơ sở vật chất, ngay từ ngoài sân, bệnh viện đã lắp đặt các mái che để mọi người di chuyển trong khu vực bệnh viện không bị nắng. Khu vực đón tiếp bệnh nhân là nơi tập trung đông bệnh nhân được bệnh viện đầu tư lắp đặt thêm quạt, điều hòa cây công suất lớn và hệ thống thông gió. Bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất cho các phòng tự nguyện, bệnh viện cũng đã lắp đặt thêm điều hòa cho các phòng điều trị, đồng thời linh hoạt trong việc phân khu thanh toán cho bệnh nhân nội trú và ngoại trú để vừa giảm thời gian chờ đợi, vừa tạo không gian thoáng mát cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Nhằm tăng cường kiểm soát và minh bạch thông tin hoạt động, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh triển khai dịch vụ nhắn tin thông qua điện thoại di động tới các khách hàng và không phải mất bất kỳ một khoản phí nào khi nhận được tin nhắn. Dịch vụ tin nhắn bao gồm đối chiếu thông tin dư nợ tiền vay, số dư tiền gửi, thông báo nợ đến hạn, thông báo chuyển nợ quá hạn đến khách hàng của Ngân hàng Chính sách Xã hội, giúp khách hàng của Ngân hàng Chính sách Xã hội thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin kịp thời, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Đối tượng gửi tin nhắn là khách hàng có dư nợ tiền vay, khách hàng có số dư tài khoản tiền gửi tại tổ tiết kiệm và vay vốn, và khách hàng tham gia gửi tiết kiệm tại điểm giao dịch xã. Với dịch vụ trên, khi khách hàng tự đối chiếu, nếu có bất kỳ chênh lệch hay vướng mắc cần phản ánh thì khách hàng liên hệ với Ngân hàng Chính sách Xã hội tại nơi thường trú để được giải quyết. Bất cân bằng giới tính khi sinh hiện đang là vấn đề báo động tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh, trong đó xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm là một trong nhiều xã có tỷ lệ mất cân bằng giới tính đang có chiều hướng tăng cao. Tính từ năm 2013 đến nay, xã Lạc Hồng có tất cả 990 bé được sinh ra, trong đó bé trai là 544 em trên tổng số 446 bé gái. Năm 2016, tỷ số này là 108 bé trai trên 74 bé gái, năm 2017 là 94 bé trai trên 87 bé gái. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất cân bằng giới tính ngày một tăng chủ yếu là do tư tưởng nho giáo, trọng nam, phải có con trai nối dõi tông đường. Bên cạnh đó, do áp lực sinh đẻ, mỗi cặp vợ chồng chỉ có từ 1 đến 2 con, dẫn đến việc lạm dụng tiến bộ khoa học công nghệ để thực hiện lựa chọn giới tính thai nhi ngay từ trước lúc mang thai. Thiết nghĩ, xã Lạc Hồng cần có các giải pháp cụ thể quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo điều hành công tác dân số kế hoạch hóa gia đình để làm giảm thấp nhất tình trạng trên. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ cùng với địa phương chung tay xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, các đội tự quản về an ninh trật tự của cựu chiến binh xã Dạ Trạch đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng trong việc vận động toàn dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Xã Dạ Trạch hiện có hơn 1.900 hộ dân sinh sống. Những năm qua, nhiều gia đình thường xuyên bị mất trộm, an ninh trật tự trong xã không được đảm bảo. Cựu chiến binh xã đã đứng ra thành lập 3 đội tự quản với tổng số là 18 thành viên, 6 thành viên một đội ở các khu dân cư. Không quản ngày hay đêm, không có chế độ hay thủ lao, nhưng hàng ngày, các thành viên ở các tổ luôn tích cực tuyên truyền tuần tra các thôn xóm để kịp thời ngăn chặn và đảm bảo an ninh trật tự. Bên cạnh đó, các đội cũng thường xuyên nhắc nhở các hộ gia đình sinh sống hai bên đường không lấn chiếm vỉa hè lòng đường để buôn bán kinh doanh, không gây cản trở giao thông. Với những việc làm thiết thực, các đội tự quản đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đảm nhận công việc trưởng thôn Ân Thi 1, xã Hồng Quang, huyện Ân Thi chưa lâu, nhưng những việc ông Vũ Sĩ Phúc làm được trong thời gian qua đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân địa phương. Từ kinh nghiệm thực tiễn, ông Phúc chia sẻ để các phong trào của địa phương triển khai có hiệu quả, việc đầu tiên cần làm là phải họp bàn dân chủ công khai, huy động cán bộ các đoàn thể cùng vào cuộc. Đối với những vấn đề liên quan đến tài chính, phải cụ thể rõ ràng, có như vậy mới tạo được sự đồng thuận trong dân. Dân tin, dân sẽ theo, sẽ ủng hộ. Luôn luôn đặt cái lợi ích của tập thể lên trên đã. Có một cái ý thức như thế thì bất kể cả việc nhỏ cho đến việc lớn đều hoàn thành. Để bà con yên tâm sản xuất vụ thu hoạch lúa vừa qua, ông Phúc đứng ra hợp đồng máy gặt cho nhân dân địa phương, vì vậy đã ngăn chặn được tình trạng bảo kê máy gặt.
Năm ngoái thì là có xã hội đen người ta nhảy vào. Năm nay là khi chính quyền trưởng thôn Ân Thi 1 đã đứng lên thì là cái đó là không có. Từ năm 2005, thôn Ân Thi 1 đã lắp đặt đường điện thắp sáng có tổng chiều dài hơn 3 km với số lượng khoảng 120 bóng đèn. Một số hộ dân thiếu ý thức đã mắc đường điện sinh hoạt của gia đình vào lưới điện thắp sáng chung. Từ khi ông Phúc làm trưởng thôn, ông Phúc đã cho lắp 3 aptomat tại 3 cụm dân cư với mục đích chống quá tải, ngắn mạch, sụt áp của mạch điện, tự động ngắt mạch khi hệ thống điện có dòng dò hoặc bị chạm mát. Do vậy, thôn đã chống thất thoát từ 1 đến 2 triệu đồng tiền điện mỗi tháng. Đặc biệt là việc xử lý rác thải trong thôn cũng được ông Phúc vận động bà con thực hiện có hiệu quả. Trước đây, thôn cũng có người thu gom rác thải, tuy nhiên nhận được phản hồi của người dân, tình trạng rác thải vương vãi còn nhiều, bốc mùi khó chịu. Ông Phúc quyết liệt đề xuất thay thế, thành lập tổ thu gom rác thải mới đảm bảo cảnh quan sạch đẹp cho khu dân cư. Nghiêm nghị, quyết đoán, không nể nang né tránh trong công việc là vậy. Song việc hiếu, việc hỷ của làng, của xóm, ông Phúc luôn được người dân đánh giá là người trọng tình. Không chỉ quan tâm người còn sống, ông Phúc và các đoàn thể của thôn còn tri ân thăm viếng những người đã khuất. Dù mức hỗ trợ chưa cao, tuy nhiên việc làm này thể hiện được sự gắn bó đoàn kết tình làng nghĩa xóm. Là đồng chí là rất nhiệt tình, không lạm dụng như vậy chức quyền và như vậy là lấy một đồng tiền bạc nào của nhân dân cả. Ở người trưởng thôn tận tụy này có quan điểm làm việc rất rõ ràng. Một khi đã được dân tín nhiệm, dân bầu thì phải hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Bởi niềm vui của ông Phúc là sự bình yên của 760 nếp nhà trong thôn và quê hương ngày càng giàu mạnh.